Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Giang lại tiếp tục cái series là sinh tồn nơi hoang dã đây. Thì hiện tại thì Giang đang có mặt tại một cái địa điểm khá là xa nhà rồi. Khả năng cao là sắp xuống tới cửa biển rồi. Mà mình đã phát hiện ra ở đây có một cái đuôi voi cát khá là rộng lớn luôn. Và mình sẽ quyết định sinh tồn ngày hôm nay ở đây nha. Đây là cái đuôi bãi cát khá là xịn sò. Và phía xa xa kia đó là chiếc ghe của mình, các bạn thấy không? Đó, đó dưới xa xa đó là chiếc ghe của mình á. Thì khi mà thủy triều nó rút ra rồi thì nó sẽ lội cái bãi cát lên đây, khá là đã luôn. Sau khi mình đạp được hai con, cái thanh niên rạng thấy vậy, cái thanh niên rạng trả lời mọi người ạ, trả lời cái dũng của mình à. Anh đeo cái gì trên đằng cổ vậy nè? Thật ra thì không có đồ đựng cho nên thanh niên rạng đang đang dùng cái vật để đựng nghêu nha mọi người. Thấy mình đạp được hai con cái bắt đầu chạy chạy lại liền không, nãy im im được rồi. Đây là cái dụng cụ mà thanh niên rạng đang sử dụng nha mọi người, bồ cào của Trư Bắt Giới. Ghê 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 ghê. Đi ghê đi đi, còn quay ráng nó lại đó. Trả vô không? Tại là đây kinh nghiệm đấu tường. Gió quá gió, đấu chỉ con. Cần nó bắt lên một cái một rồi là lụm kia liền. Sau khi mà lửa thành bỏ cây vô, bỏ cây vô. Nó hơi dầu quá, cá bỏ vô nó hơi dầu không? Sao đâu, sao đâu. Bây giờ mình sẽ nấu lửa lên cho nó có than, là mình sẽ vừa nấu nước ăn mì và vừa làm món cá nướng với lại nghêu nướng nha mọi người. Bự quá, để tôi đi lấy đồ nghề. Cá này mình ăn lưới nè. Đó. Cá này là cá gì đây? Cái gì? Con cá gì quên nè. Giống cá bè, cái gì? Cá bè. Cá bè. Còn con này là con cá cá liềm kiềm. Còn con này là con cá chét. Và con này là con lù đù. Đó. Còn có con này là cái con nghêu nha anh tí. Đây là thành nãy giờ mình làm được khoảng nhiêu đây nha mọi người. Đó. Giờ mình sẽ lựa ra một số con bự bự rồi mình sẽ lên lên món menu nghêu nướng với lại cá nướng. Sao tôi đi bắt vài con nó đi đi rửa coi. Đó. Mấy con bự nó nằm dưới hết rồi. Giờ là mình anh em mình là bây giờ con này tính bằng con nha. Ba người, 3 nhân 3 là 9 con. Mình sẽ nướng 9 con. Lô lô lô. Qua 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 đã, quá diếp, cái nồi này là cái nồi quá dữ. Trong sông mình đã bỏ được 3 con nghêu rồi. Lát nó ra ngọt lắm. Đó các bạn kéo như thế này khi mà ơi, khi mà cái đụng con nghêu cái là nó sẽ một cái tật liền. Đó đó, có cái cọc cọc rồi đó.
Hình như cái cụp đâu đây mà không biết phải nó không nữa. Đó coi. Ê, lên con nghêu luôn nè mọi người thấy không? Thấy không? Rất là dễ luôn ấy, ngay nó nằm thường thường nó nằm ở ngay chỗ cái lằn giữa ấy không à. Đấy, khi đụng con nghêu là nó nếu mà nó ở cạn nó sẽ bật lên lên luôn nha mọi người. Thấy không? Rất là dễ luôn. Hình như mình mới nghe kẹt kẹt đâu đây nè. Quay xuống con nghêu luôn rạn đó. Đó. Nào mọi người thấy không? Đó. Khi đụng con nghêu là nó sẽ nhảy lên luôn nha mọi người. Đó. Không, đụng con nghêu là nó nhảy lên luôn, mấy thường thường mấy con nghêu này ở cạn nha. Ok. Mình bây giờ mình nướng được 5 con rồi. Nướng nữa không ta? Theo dõi nó chín là chín nó sẽ bung ra. Đó, nó có một con chín rồi đó, tôi đã phát hiện một con chín rồi. Ồ, có lý quá. Nó chín chưa ta? Chín rồi, há miệng trơn rồi. Thiệt không mày, cho nó há đại ra đi. Cho nó há. Há đại ra đi. Con nào tôi cũng há vậy thôi chứ há. Nó không bung ra luôn à? Đâu? Đó, nó phải bung như vậy là đúng bài đó chưa? Vậy đó hết. Không sao đâu, cứ để nó bung đi. Bung nữa đi, bung nữa đi. Nó nóng nó chịu không nổi là nó bung ra liền. Cái mày à. Mày. Nè thấy không? Thấy không? Mày. Thấy không? Đó này nè, thấy không? Giờ tới tiêu quốc mì nè. Này ngồi đây là đúng bài nè. Chắc là khỏi, đúng rồi, khỏi cần để nó sát dưới để vậy lụm luôn à. Bắt gác cây ngang này nè. Bắt kiếm cây ngang gác ngang quá. Nướng cá lụm liền. Cái gì mà đỏ đỏ trong đó đó. Cá nó mua được, ngồi vậy được không? Thôi ừ. Cá bè này mà bắt nó dính nó vô nó nhảy dính vô cái tay quay ụt nó chạy cái ngang. Con gì? Cá bè. Là cái con nằm ở mấy ngoài đây đó hả? Tao thấy giống con cá chỉ vàng quá mày. Vậy. Không lẽ ngồi canh hoài sao được. Không. Cái quần á. Cái quần á. Giờ mình chưa việc chờ cá nó chín nữa thôi là chúng ta sẽ làm một món lên menu mới nha mọi người. Cá nướng muối ớt. Đó nằm cá này cá gì? Đâu. Cá chỉ là giờ không biết liền. Cá gì? Cá này nè. Cá bóc lên coi cá nè. Ủa cái dùng cá này nè, cá này. Cá là đồ. Nè nó là cá đồ. Chứ cá gì? Cá đồ đội. Đồ là đồ đội nó cũng vậy gì? Mày. Ôi ba cháy rồi, thấy cái màu là biết ngon rồi mọi người. Quá đã. Cá đúng bài rồi. Nướng bên này chất lượng cá rất là ok. Đây là cái dĩa cá mình mới vừa hoàn thành xong nha mọi người. Giờ nó vàng mà nó đẹp gì đâu, rất là ok đó. Cá này không
hồi mà nước nó mới vừa cạn, rút cạn á, chân ngang thả chạy theo, mà phải nhớ cái trụ dưới kìa, nãy nó xém máng vô à. Chứ giờ còn đá à. Ờ, nãy nó xém máng chạy theo gần chết luôn. Cây gì sẽ được mà cây? Ăn gì có người thèm luôn á. Lưới quá. Biển. À, con tám à, 1 2 3 vô. Cá ngon chết. Ngon. 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 Cá nè, cá gì ngon chết nè, về mà không vô ăn ngồi dòm rổ đèn cho ta. Thèm không hả? Lát tới mình món đặc biệt dữ nữa chứ không phải vậy đâu, mình chơi món sen không đó. Thèm không? Thèm sao không thèm. Thử con cá chét. Cá chét này nè. Wow. Ngọt gì đâu á. Chút xíu xương này chúng ta sẽ chấm vô trong cái muối này nè. Rồi, quá ngon. Quá đã rồi. Gì nó là ta, trứng hả? Được. Nó ăn được không? Nên chui. Thôi, không chơi. Để mất công lát chạy ra ngoài kia ngọn mình nữa. Không đưa chân cá chép này ngon thiệt. Bên mình có trống cái chỗ nào chưa? Chưa. Mình bỏ con nhiêu vô mình nướng nè. Ôi ôi. Món này ngon hơn món cá tra. Món ngon cái hơn cá tra nhiều. Ngon ngon cá tra bữa. Bữa kỳ quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.